Bây giờ bọn em đi bán thường thường đêm này, bọn em ngủ ban ngày toàn ngủ đâm ra ngủ một thời gian mấy. Nghĩa là ngày mai anh hẹn gặp em lại một lần nữa đúng không? Không. Bây giờ anh cấp một nửa thôi. Ok, cảm ơn em đã đến với chương trình. Thực ra đây là chương trình vui là chính, em nhìn camera kìa. Chương trình vui vui là chính, chứ không cái phải cắt tóc. Đúng không? Rồi cảm ơn em. Thì anh muốn hớt về đêm bởi vì á nó một trải nghiệm cho anh với lại cho em, cho người khách nữa. Người ta hớt ngoài đường có thể là có rồi, nhưng mà hớt về đêm khoảng sau 12 giờ thì á nó chưa có. Đi trên đường ăn bánh mì vô đây, cái đó ngồi nói chuyện với lại cái cô này. Hỏi quán bánh mì của cô bao lâu rồi, bao mấy năm gì giữ mày một cái quán bánh mì mà làm tới bao mấy năm. Hỏi thử cô cho phép hay không rồi mình tới mình cắt tóc ngay chỗ này. Bởi vì tao muốn cắt tóc ở tại một cái chỗ, cái địa điểm mà nó gắn liền với lại cái gánh hàng rong. Nó là một nét rất là đặc trưng ở Sài Gòn. Rồi nó gắn liền với cuộc sống của rất là nhiều người mưu sinh về đêm. Cắt tóc thì nó chỉ cắt vào buổi sáng hoặc là buổi chiều. Đây là lần đầu tiên mà nó nêu ý tưởng cắt tóc buổi tối. Anh thấy nó không hay, mày thích mày làm tao thấy không hay á. Mời anh này là nhà tạo mẫu tóc rất là nổi tiếng. Mời anh. Có một điểm mình rất là mến mộ mấy anh chàng này nha. Vô rất lịch sự, lúc nào cũng cởi dép chưa. Mình là trợ lý thôi chứ mình không có cắt. Nhưng mà quay mình một chút nha. Quay mình một xíu đi. Ok, rất là hân hạnh được hớt tóc cho anh Tiến nha. Anh hớt cho em thế này á. Em chạy xe bán bắp nhanh hơn xưa. Bởi vì đầu em không còn tóc nữa. Lướt gió thôi bay luôn. Rồi. Quên. Em mới đi làm bếp về nên hơi hồi ăn. Anh làm công việc gì làm bếp hả? Dạ. Anh làm ở đâu? Dạ, ở bệnh viện hả? Dạ. Công việc anh làm chắc hàng ngày tiếp xúc với dầu. Dạ. Này nọ nhiều nên muốn nó nhẹ nhàng xíu ha. Dạ. Hứa cho em làm sao mà đi em bán hết được cái xe chuẩn bị lộn là được. Bây giờ em mới sợ không nè. Không rước hồi hộp không? Hồi hộp là tốt. Không sợ đâu, có hỏi qua là em sợ luôn. Thì mỗi cái mái tóc nó là một cái câu chuyện. Đúng là Sài Gòn thì nó rất dễ kiếm tiền anh, nhưng mà nó phức tạp lắm anh ơi. Phức tạp lắm hả? Nhưng mà em mới vào nhưng mà cũng thấy thích Sài Gòn rồi. Em hỏi câu chân thành gì nè. Ok. Em có bạn gái chưa? Hai con rồi anh. Hai con. Ôi. Hai con mắt. Được rồi, giờ hai con, hai con mắt. Em mà hai con. Có đang thiếu gì hả lắm. Bây giờ anh làm cái công việc mới này chắc là sẽ thoải mái hơn đúng không? Mình làm chủ không? Vâng, mình tự mình làm. Em biết là em rất là dễ thương không? Ừ. Chị, làm sao lý do anh? Cái nói chuyện của em rất là em rất là mộc mạc, rất là nhiệt tình, đúng rất là chân thành. Tình. Em mà đã được 2 triệu em có thi tiếp không? Được rồi. Trong cuộc sống á, có những cái gì mà nó mộc mạc, nó chân thành, nó bao giờ cũng là rất là đáng quý. Đáng quý đó em biết không? Nói chuyện riết quay qua mất xe bóp luôn biết không? Từ đầu vào với du đi. Em từ bé chưa kịp cái này bao giờ. Chưa xảy ra từ bé chưa bao giờ cắt cái này. Em thấy mình chưa? Mở cái máy bút mà sao rồi đậu dữ nhanh như vậy? Ủa này ông anh mới tới cách mà đâu rồi? Ủa mới nãy ngồi rồi nó không đeo đâu. Ủa em rồi đây. Còn em là thầy Mai ha. Em vừa bước vô chỗ làm ha. Mấy đứa nó nhìn em ha. Nó hỏi thằng nào vậy liền. Anh muốn làm chuyến này đó với anh đó là anh muốn chia sẻ cái nhìn hoặc là cái cảm nhận cuộc sống nó ngoài phạm vi tóc. Mình nhìn một Sài Gòn với một cái góc nhìn khác, mình lắng nghe những âm thanh quét chổi nè, âm thanh người ta rao đồ nè, đối với anh nó là một ký ức rất đẹp. Này em đi cố giờ sáng về là bé đấy bán hết cái xe cá xe trứng rất là hân hạnh được hơn danh tiếng nha. Em thích không? Dạ, thích không? Anh hy vọng là sau cái mái tóc này là em sẽ mua bài bán đó. Trước tiên bây giờ em làm được mấy cái rồi đó, bây giờ nãy là 5 cái trứng.
lấy cho 50 chấm. 50 chấm. Hy vọng là mấy tháng mới này sẽ mang em nhiều may mắn. Vâng. Mua may mắn đất. Sống chậm lại một xíu thì mình sẽ cảm nhận mọi thứ xung quanh mình nó gần gũi hơn. Vì người hãy mơ dòng đời như thơ. Cảm ơn tấm chân tình của những người có. Nhớ ngày nào hoa nắng ngủ trên cây, thương lá vàng úa tàn. Mây bơ vơ bay khắp nẻo vô tình cho người yêu ước mơ. Người đi khai phá nét kiêu sa, năm tháng cách xa nhà mà vẫn luôn yêu đời. Giấc mơ dù bâng khuâng chữ ngờ.